Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý vị khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Kính chúc quý vị sẽ luôn có những giây phút thật bổ ích khi xem video. Quý vị đừng quên ấn nút like, đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh của chúng tôi. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với những tin mới nhất trong ngày. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 3 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi sẽ cập nhật thông tin mới nhất về một vụ nổ lớn xung quanh con đập Tam Hiệp vào đêm ngày hôm qua do tờ báo Bưu điện Hoa Nam cung cấp. Thưa quý vị, liên quan tới vụ nổ kinh hoàng vào đêm ngày hôm qua 2 tháng 7, tờ báo của phía Trung Quốc đã cung cấp những hình ảnh và những đoạn video cho thấy vụ nổ trên tương đương với một quả tên lửa siêu hạng mà Triều Tiên hoặc là Đài Loan có thể ngắm bắn. Thông tin trên đã được nhà nước Trung Quốc kiểm chứng và nói rằng vụ nổ trên nhiều khả năng là do một quả tên lửa bắn từ tầm xa 2.000 km. Tờ báo của Trung Quốc cho biết vụ nổ trên đã săn phẳng một khu tự trị và một căn cứ quân sự rộng lớn đang bảo vệ con đập Tam Hiệp, khiến trận đất cát vùi lấp cả một tiểu đoàn và một tiểu đội. Cơ quan cứu trợ cứu nạn và tìm kiếm khẩn cấp của phía Trung Quốc đang bới những đống đổ nát để tìm kiếm những người bị mắc kẹt. Trong một diễn biến liên quan, thì các cơ quan chức năng cũng như các lực lượng chuyên trách của nhà nước Trung Quốc đang cho phân tích và tìm hiểu nguyên nhân vì sao lại có một vụ nổ lớn xung quanh con đập Tam Hiệp. Nó chỉ cách tâm con đập khoảng 2 km. Nhà nước của Trung Quốc cho biết đây là một vụ khủng bố mà các thế lực thù địch trong nước hay nước ngoài có thể nhắm tới con đập Tam Hiệp, nhưng nó bị bắn trượt. Kính thưa quý vị, theo một nguồn tin thân cận tiết lộ rằng, vụ nổ đêm ngày hôm qua 2 tháng 7 là do của một tên lửa có gắn đầu đạn hạt nhân ngắm vào đập Tam Hiệp mà một nước nào đó đang có ý đồ cố tình san phẳng Trung Quốc. Quả tên lửa trên được bắn từ khoảng cách 1.500 km tới 2.000 km và đây được cho là của một nước láng giềng xung quanh phía Trung Quốc. Giới thạo tin cho biết nhiều khả năng Triều Tiên hoặc Ấn Độ hoặc có thể Đài Loan. Ngay từ đây, chắc chắn có nhiều quý vị phân tích và nói rằng khả năng cao sẽ là Triều Tiên, bởi vì đất nước Triều Tiên là một trong những đất nước có nhiều tên lửa nhất trên thế giới. Trong khi đó, những ngày qua, Trung Quốc và Triều Tiên, nơi tiếp tục xảy ra những cuộc đụng độ đối đầu căng thẳng ở biên giới. Vì thế mà ông Kim Jong-un đã phát động cho quân đội Bình Nhưỡng phóng tên lửa phá vỡ con đập Tam Hiệp. Như lời mà ông Kim Jong-un đã từng phát biểu trước đây khi nói rằng nếu như xảy ra xung đột với Bắc Kinh thì Bình Nhưỡng sẽ cho phóng tên lửa phá nát quảng trường Thiên An Môn và con đập lớn nhất của phía Trung Quốc. Người ta đang nghi ngờ tới 80% là do Triều Tiên. Nhưng một số ý kiến khác lại cho rằng đây chính là do Ấn Độ, bởi vì trong 3 tháng vừa qua, quân đội của Bắc Kinh liên tục đòi xâm chiếm dãy núi Himalaya của Ấn Độ về tay cho Bắc Kinh và đã làm cho những cuộc đụng độ đầy căng thẳng xảy ra, khiến cho 20 lính chuyên nghiệp của Ấn Độ bị thiệt mạng. Tất cả là do phía Trung Quốc gây ra, vì thế mà Ấn Độ nhiều khả năng đang tức giận và cho phóng tên lửa phá vỡ con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc. Các nhà phân tích còn cho biết khả năng thứ 3 là do Đài Loan, bởi vì 2 tháng vừa qua, quân đội của ông Tập Cận Bình liên tục điều máy bay, điều tàu chiến đòi cướp cho bằng được eo biển Đài Loan, cũng như đòi sáp nhập Đài Loan vào với Trung Quốc đại lục. Chính quyền bà Thái Anh Văn nói rằng nếu như Trung Quốc còn có những cái manh động và những cái âm mưu đen tối, thì chính quyền bà sẽ cho phóng tên lửa mua từ Mỹ phá vỡ con đập Tam Hiệp để nhấn chìm Bắc Kinh. Hiện tại thì phía Trung Quốc vẫn chưa biết nước nào phóng tên lửa vào con đập tối ngày hôm qua, 2 tháng 7. Nhưng rất may cho chính quyền ông Tập Cận Bình là quả tên lửa hôm qua lại đi chệch tâm điểm của nó 2 km, nếu không con đập đã bị vỡ rồi. Liên quan tới tình hình đó, chính quyền của ông Tập Cận Bình sáng nay, 3 tháng 7 đã điều động thêm 2 tiểu đoàn và 3 đại đội mang theo rất nhiều tên lửa xe tăng, xe bọc thép, cùng pháo cao xạ, máy bay chiến đấu bao vây toàn bộ con đập Tam Hiệp để bảo vệ 24/24 giờ. Hiện thì tình hình đang hết sức căng thẳng. Kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết, con đập Tam Hiệp lớn nhất của Trung Quốc cũng là con đập đang lớn nhất trên thế giới tính tới thời điểm hiện tại, là một lời nguyền tử huyệt bắt đầu ám ảnh Trung Quốc trong những ngày vừa qua. Bởi vì hơn 3 tháng vừa qua, liên tục mưa to, gió lớn, động đất vỡ đê, vỡ đập đe dọa trực tiếp tới con đập lớn nhất của Bắc Kinh này, khiến cho giới chức ông Tập Cận Bình ăn không ngon, ngủ không yên. Chính quyền Trung Quốc luôn cam kết với cả người dân nước này về những lợi ích to lớn mà thủy điện đập Tam Hiệp mang lại. Tuy nhiên, nguy cơ mất an toàn và những tác động tiêu cực về nhiều mặt đã đưa người dân lâm vào thế an nguy, đồng thời khiến giới chức chính quyền ông Tập Cận Bình phải đau đầu. Kính thưa quý vị, được biết, con đập Tam Hiệp là con đập chắn qua sông Dương Tử ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Sông Dương Tử là con sông lớn thứ 3 trên thế giới và là con sông lớn nhất của Trung Quốc.
vượt qua sông Hoàng Hà, sông Mekong và sông Hồng, sông Dương Tử bắt nguồn từ Tây Tạng. Con sông này được xem là long mạch lớn nhất của Trung Quốc. Nó tạo phúc và dưỡng dục cho người dân Trung Hoa hàng ngàn năm nay. Con sông chảy xuống Thượng Hải, thành phố lớn nhất của Trung Quốc, cung cấp nước sinh hoạt cho 40 triệu người dân và giúp tới 1/4 diện tích của Trung Quốc có nước để canh tác. Tuy nhiên, vào năm 1994, chính quyền nhà nước Trung Quốc đã tiến hành xây con đập Tam Hiệp để chặn đứng long mạch con sông này. Đập Tam Hiệp được xem là giấc mơ của các nhà lãnh đạo Trung Quốc thời ông Mao Trạch Đông, ông Giang Trạch Dân và ông Hồ Cầm Đào. Được biết, con đập được xây vào năm 1994 và sau 15 năm, tức là năm 2007, nó mới được khánh thành và đưa vào sử dụng. Đập thủy điện lớn nhất ở miền Trung Trung Quốc bắt đầu đi vào sản xuất điện năm 2008. Con đập được xây dựng bằng bê tông cốt thép có chiều dài 2.308m, chiều cao 181m. Hồ chứa có dung tích lên tới 80.300 km². Hơn 102 triệu mét khối đất đã được chuyển đi để nhường cho 27 triệu mét khối bê tông và gần 463.000 tấn thép đủ để xây dựng 63 tòa tháp Eiffel của Pháp. Theo các chuyên gia, mực nước trong đập khi ở mức tối đa sẽ cao hơn mực nước biển khoảng 175 mét và cao hơn mực nước sông hạ nguồn là 110 mét. Vùng hồ chứa có độ dài trung bình khoảng 660 km và chiều rộng là hơn 1.000 km. Đây là một trong những công trình kỳ vĩ và lớn nhất trên thế giới. Đập Tam Hiệp nằm ở giữa tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên, công suất tối đa của nhà máy phát điện khoảng 6.448 MW. Dự án này sẽ tạo ra khoảng hơn 60 tỷ kWh điện mỗi năm, tương đương 2/3 điện năng tiêu thụ ở thành phố Bắc Kinh vào năm 2015. Vùng hồ chứa có diện tích bề mặt lên tới 1.045 km và chứa lượng nước lên tới khoảng 43 tỷ tấn. Lượng nước này lớn hơn mức có thể khiến trái đất phải quay chậm lại so với bình thường. Đập Tam Hiệp có công suất khoảng 18,2 MW, gấp 10 lần công suất của nhà máy điện hạt nhân Dihapay ở tỉnh Quảng Đông và gấp 8 lần thủy điện Hawaii 1. Một trong những công trình lớn nhất của nước Mỹ với việc xây dựng đập Tam Hiệp, Trung Quốc hy vọng có thể chế ngự được thiên nhiên, tạo tiền đề để cho dự án chuyển đổi nước từ Bắc tới Nam đầy tham vọng của chính quyền ông Tập Cận Bình. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, thì đập Tam Hiệp lập nhiều kỷ lục thế giới như là đập cao nhất, đập tràn có lưu lượng nước khổng lồ nhất, đập có nhiều âu tàu phục vụ du lịch nhất và dự án có vốn đầu tư kinh khủng nhất. Theo những công bố tại Trung Quốc, đập Tam Hiệp được xây dựng như một vách núi bằng bê tông cốt thép nằm trên một nền đá hoa cương hết sức kiên cố. Đập Tam Hiệp không chỉ xây dựng kiên cố từ nền tảng cho đến kết cấu đập mà còn được ứng dụng nhiều biện pháp gia cố vững chắc đến mức sức công phá của những vũ khí thông thường không thể phá hủy được. Nói cách khác, chỉ có vũ khí hạt nhân mới có thể gây ra tổn thất cho con đập lớn nhất của thế giới này. Theo nhiều nguồn tin khác nhau, tổng chi phí xây dựng của con đập Tam Hiệp lên tới gần 50 tỷ đô la Mỹ vào năm 2008. Nhưng những hệ lụy mà con đập Tam Hiệp đang đe dọa trực tiếp tới Đảng Cộng sản Trung Quốc là có thật, bởi vì nhiều nước có hiềm khích với Trung Quốc nói rằng nếu như xảy ra đụng độ đánh nhau với cả Trung Quốc, họ không cần đánh vào cơ quan đầu não chính quyền, ông Tập Cận Bình. Họ chỉ cho phóng tên lửa tầm xa từ 2.000 đến 5.000 km cũng có thể phá vỡ được con đập Tam Hiệp. Hiện nhiều chuyên gia cho rằng rất nhiều nước trên thế giới có thể phá vỡ con đập Tam Hiệp như Triều Tiên, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Ấn Độ, Nga, Mỹ và một số nước ở khu vực Đông Nam Á, thậm chí là Lào cũng có thể phá vỡ được con đập Tam Hiệp nếu như bỏ tiền ra mua một quả bom nguyên tử hay quả bom tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Hiện thì giới chức Trung Quốc đang hết sức lo lắng và ngày đêm mất ăn mất ngủ vì con đập này, tuy nhiên đến giờ nó vẫn chưa bị vỡ. Rất may vụ nổ ngày hôm qua mùng 2 tháng 7, nó có khoảng cách rất xa đối với cả tâm điểm của con đập Tam Hiệp, nếu không nó cũng đã vỡ rồi. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!